Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Kỳ Kiển của tôi. Và hôm nay là ngày 18 tháng 8 thì hôm nay con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình. Đó là hai cặp linh sam không gai ha. Và trước khi vào clip thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem video và ủng hộ kênh con trong thời gian qua rất là nhiều. Thì hiện tại con có hai cặp linh sam không gai đang muốn giao lưu. Và con lên cái giá này là chưa có bao gồm phí vận chuyển. Nếu như cô chú anh chị mình muốn bao phí thì cộng con thêm 30.000 cho một cặp là 290 thì con sẽ bao ship luôn ha. Tại vì con lên giá cây này là chưa có cộng tiền ship vô. Và những cái cây linh sam không gai này á thì hiện tại là con mới cắt lại giống cái dạng phôi thôi. Thì cô chú anh chị mình về cắt tỉa lọc chi đồ lại rồi cạp chét keo đồ lại ha. Đó. Và cây linh sam không gai này con trồng từ trong chậu từ nhỏ cho đến lớn, cho nên á cái rễ của nó là nằm gọn ở trong chậu này hết. Cô chú anh chị mình dìa soi ra từ từ thì nó sẽ nguyên một cái cục, nguyên một cái chậu này luôn nha. Tại vì con có soi một vài cây rồi, rễ là nó nguyên chậu gì luôn á. Thì như cây này con không có đem đồ ra đo thì con lấy ngón cái con để cô chú anh chị mình so sánh ha. Cái bàn tay nè, nói chung là những gốc này là mini rất đẹp nha cô chú anh chị. Còn đây là nhánh lá của nó nè ha. Lá của nó giống lá đa linh sam đa ưu điểm. Mã số 1H. Cặp 1H ha. Chủ yếu là làm mini nha cô chú anh chị. Chiều cao nó là 24cm ha. 24. Cây này thì lùng hơn khoảng chừng 20. Cặp 1H 260.000. Tiếp theo là cặp 2H. Nói chung là cây trồng trong chậu từ nhỏ cho đến lớn á. Về cô chú anh chị mình lọc chi đồ lại thôi. Với lại soi đế từ từ. Cây 2H này có phần đẹp ha. Về cô chú anh chị mình lọc chi đồ lại ha. Để làm một cái cây tàn thiên nhiên. Vì mình sửa cho nó ngay lại luôn. Hiện tại là nó đang bị nghiêng. Rồi thì cặp 2H này cũng giá là 260. Cây thì trồng thuần chậu từ nhỏ cho đến lớn ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem video và ủng hộ kênh con trong thời gian qua rất nhiều. Thì con xin kết thúc và tạm dừng video tại đây nha. Thì con xin mến chào.